Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra trong 2 ngày hôm qua và hôm nay. Ông Đinh Giang Dũng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến dự. Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức thành viên, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giám sát và phản biện xã hội, đặc biệt đã vận động các nguồn lực hơn 106 tỷ đồng thực hiện hoạt động an sinh xã hội. Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông đề ra các chỉ tiêu chủ yếu như hàng năm phấn đấu 100% khu dân cư có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu. Đến cuối nhiệm kỳ có 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số, xóa 100% nhà tạm thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đại hội đã hiệp thương cử 63 đại biểu làm ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông lần thứ 11, cử 3 ủy viên tham gia ban thường trực. Bà Nguyễn Thị Liệp tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, huyện và Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác mặt trận. Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Đồng Tháp tặng 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng. Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.